Mắt kính nhãn khoa, nhãn khoa Optical xin kính chào quý khách. Mắt kính nhãn khoa, tiền thân là mắt kính nhãn quang Optic, An Giang, Cao Lãnh, Trà Vinh, khoảng năm 1897. Tự hào là đơn vị uy tín tại Vĩnh Long, chuyên kinh doanh các loại kính đeo mắt, đo khám thị lực, xác định tật khúc xạ mắt, tư vấn sử dụng kính thuốc, kính cận. Với chủ cửa hàng có kinh nghiệm hơn 30 năm, chuyên ngành kính đeo mắt và tật khúc xạ mắt, kính mắt không chỉ là sản phẩm cần thiết cho những người có vấn đề về mắt, mà đó còn là sản phẩm thời trang, giúp bảo vệ đôi mắt khỏi tác nhân bên ngoài. Tuy nhiên, để kính mắt thực sự hoàn thành tốt được nhiệm vụ bảo vệ đôi mắt, thì cần phải sở hữu được một sản phẩm chính hãng, tốt và chất lượng. Mắt kính nhãn khoa, thành lập từ năm 2002 đến nay, với đầy đủ các trang thiết bị máy móc hiện đại và mẫu mã thời trang hot nhất hiện nay, có trình độ chuyên môn cao trong ngành kính thuốc, cùng với không gian cửa hàng rộng rãi, sạch sẽ, trưng bày kính đẹp cũng là điều làm khách hàng hài lòng. Trải qua nhiều năm tồn tại và phát triển, đã đồng hành cùng hàng ngàn quý khách hàng trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long, mắt kính nhãn khoa đã tạo được niềm tin lớn cho mọi khách hàng khi đến đo khám. Bằng kinh nghiệm cũng như khả năng tư vấn chuyên môn, sự nhiệt tình đối với khách hàng, mọi sản phẩm ở đây đều được đảm bảo độ bền cũng như chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn liên quan đến độ an toàn và sức khỏe với giá cả hợp lý cho khách hàng. Phong cách phục vụ nhiệt tình, đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, tư vấn gọng kính sao cho phù hợp khuôn mặt và nhu cầu sử dụng, cũng như phù hợp với túi tiền, đã đem đến sự hài lòng cho khách hàng khi lựa chọn sản phẩm ở đây. Mắt kính nhãn khoa còn cung cấp rất nhiều các dịch vụ khác đi kèm với nhiều quyền lợi cho khách hàng như tư vấn chọn kính, chọn tròng, đo mắt hoàn toàn miễn phí. Khách hàng được bảo hành thay tròng mới khi có hiện tượng căng hay hơi nhức mắt, được đổi kính trong vòng 3 đến 5 ngày với bất kỳ lý do nào. Bảo hành và thay mới đệm mũi, ống chỉnh sửa rộng hay lệch kính, vệ sinh kính định kỳ trọn đời. Mắt kính nhãn khoa chúng tôi luôn ý thức được rằng sự tồn tại và phát triển của cửa hàng phải đi đôi với chữ tín và chất lượng sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi mang lại để đáp ứng được nhu cầu và sự tin yêu ủng hộ của quý khách. Luôn lắng nghe sự góp ý chân thành để hoàn thiện hơn, cam kết phục vụ khách hàng đúng hàng, đúng giá trị, đúng sản phẩm và xuất xứ theo đúng nhu cầu sử dụng. Mắt kính nhãn khoa không lấy lợi nhuận đặt lên trên mà đánh mất niềm tin yêu của khách hàng bằng việc mua bán sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và xuất xứ hàng trôi nổi, gây ảnh hưởng và nguy hại đến đôi mắt của quý khách. Quý khách hàng có thể tin tưởng vào sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi với những sản phẩm tốt, an toàn và giá cả hợp lý nhất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ. Mắt kính nhãn khoa Optical, địa chỉ 95 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại 0903 988 191. Mắt kính nhãn khoa sinh ra là để phục vụ.